À, chào các bạn. Trong phần này đã sẽ giới thiệu cho các bạn các toán tử quan hệ. Thì các toán tử quan hệ là như thế nào? Là mấy cái này nè. Có thể dấu bé hơn. Dấu bé hơn hoặc bằng. Hoặc dấu bằng bằng. Nghĩa là mình để dùng để so sánh là cái số này có bằng số kia hay không. Và lớn hơn hoặc bằng. Lớn hơn và không bằng. Hoặc gọi là mình hay đọc là khác bằng. À, thì trong những cái dấu này mình nghĩ là dấu bé hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng và lớn hơn thì các bạn học trong toán rồi, nó khá là đơn giản. Tuy nhiên cái dấu bằng bằng và dấu khác bằng này nó mới. Thì bằng bằng là gì? Như này mình nói như thế này, nếu các bạn muốn so sánh số A nó bằng được số B thì các bạn dùng dấu bằng bằng này. Và khi các bạn muốn so sánh là muốn kiểm tra là cái số A nó có khác với số B hay không, các bạn dùng dấu khác bằng này. Thì trong cái quá trình các bài trước mình đã cho các bạn thấy hầu hết tất cả những cái phép, những cái toán tử này rồi, nhưng mà tại vì mình vội quá mình quên không có giới thiệu cho các bạn chi tiết những cái phép toán này hoạt động ra sao. Thì trong phần này ta sẽ đi qua một lượt tất cả những cái toán tử này, rồi các bạn theo dõi nhé. Thì ở đây mình có một cái ví dụ đó là sử dụng bằng bằng và khác bằng. Thì tại vì các cái ví dụ so sánh mà lớn hơn, bé hơn, lớn hoặc bằng, bé hơn hoặc bằng thì mình nghĩ là nó khá là đơn giản nên mình không có làm. Ở đây mình chỉ chú tâm tới bằng bằng và khác bằng thôi. Thì ở đây mình làm cái bánh chưng bằng 6 và mình sẽ so sánh bằng một lệnh if là bánh chưng bằng bằng 6 thì bây giờ mình in ra là bánh chưng bằng bằng 6. Còn nếu á, mà phần ở dưới đây thì mình sẽ làm một biến character và mình đặt nó là bằng d. Sau đó mình sẽ loop và mình kiểm tra tới khi nào á mà character nó bằng a thì nó sẽ thoát ra khỏi cái này. Thì cái này là lệnh while mình hướng dẫn các bạn rồi. Thì ở đây mình nói lại một lần nữa là nếu á mà character mà khác bằng a thì mình sẽ lấy ra giá trị này. Tới khi nào mà character nó bằng a thì mình đi ra khỏi cái vòng lặp while này và in giá trị character. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ chạy thử và nó in ra là bán chân bằng bằng 6. Thì nó đã chứng minh được cái việc dấu bằng này là phép so sánh và dấu bằng này là phép phép gán. Và bây giờ mình sẽ thử cái tự như W, QW tất cả cái tự ha. Thì số nữa, cả số nữa. Thì nó không có thoát ra khỏi chương trình mà khi nào mình bấm A ở đây. Thì bấm Enter một cái thì nó lại thoát ra khỏi chương trình. Thì tới phần này mình nghĩ là các bạn đã hiểu được cái so sánh bằng và so sánh khác bằng. Ở đây mình có một cái ví dụ khác để cho các bạn, đó là true value và false value. Thì true có nghĩa là đúng và false có nghĩa là sai. Ở đây mình sẽ có một cái biến true và biến false. Mình sẽ gán bằng với lại 10 lớn hơn 2 và 10 bằng 2. Ở đây mình đặt cái dấu ngoặc này á là để cho mình dễ nhìn để mình thấy được cả cái cộng này, cái giá trị này nó trả về nó sẽ được gán lại cho cái thằng này, và cả cộng này nó trả về nó sẽ gán cho cái thằng false này, và sau đó mình sẽ in ra giá trị của hai thằng này là thằng true và thằng false. Ở đây các bạn thấy là 10 mà lớn hơn 2 thì điều này là đúng đúng không, và 10 mà bằng 2 á thì điều này là sai. Vì vậy thì bây giờ mình gán integer và mình tạo cái biến là integer cho true và false ở đây, và bây giờ mình chạy thử coi thử là nó sẽ ra cái giá trị gì. Bây giờ mình chạy thử cho các bạn coi. Để bạn thấy là nó ghi là true là bằng 1 và false nó sẽ bằng 0. Thì như lần trước mình đã nói cho các bạn thì những cái biến mà nó có giá trị bằng 0 thì có nghĩa là sai, và những cái nào mà nó có giá trị là khác 0 thì nó là đúng. Ở đây mình vừa mới chứng minh cho các bạn thấy là một khác không thì nó là đúng, và không thì nó là sai. Để làm rõ hơn vấn đề thì mình sẽ cho các bạn thêm một cái ví dụ nữa. Thì các bạn xem là ví dụ này thì mình có một cái biến n bằng 3 và mình sẽ dùng cái lệnh là while n. Cái này thì nó hơi nâng cao một chút, là lần trước mình đã nói với các bạn cái lệnh while á mà nó đặt một cái giống ngoặc đóng và ngoặc mở như thế này, mà mở và đóng như thế này á, thì bên trong này là một cái điều kiện hoặc là một cái giá trị cũng được, miễn là nếu á, điều kiện này đúng thì nó sẽ thực thi cái dòng lệnh tiếp theo này, và nếu điều kiện này sai thì sẽ đi ra ngoài. Thì bây giờ mình sẽ
đặt cái giá trị n bằng 3 vào và sau đó mình sẽ in ra giá trị n và mình sẽ trừ trừ. Mình giảm n đi. Cho tới khi nào á mà n không còn đúng nữa thì nó sẽ thoát ra khỏi cái lệnh while này và in ra giá trị là n là false, nghĩa là sai. Và mình sẽ dùng một cái biến khác là bằng trừ 3 và mình sẽ cộng cộng. Nó cũng tương tự như là cái phía trên nhưng mà khác đây là 3 và nó trừ trừ và nó trừ 3 nó cộng cộng. Thì các bạn sẽ thấy là nó thay đổi một chút. Thì bây giờ mình sẽ chạy thử các bạn, mình giải thích cho các bạn để dễ hiểu hơn. Thì đây các bạn thấy là nó ghi ra là 3 là true, 2 là true, 1 là true và 0 là false. Tương tự với số âm thì mình thấy là trừ 3 cũng là true, trừ 2 cũng là true và trừ 1 cũng là true và 0 là false. Thì ở đây các bạn đã dễ dàng thấy được rằng với những cái giá trị mà khác không thì C nó coi rằng đấy là giá trị đúng, và nếu mà giá trị nào mà bằng không thì C nó coi rằng đây là giá trị sai. Vì thế cho nên á, có một cái ví dụ như thế này là đôi khi các bạn sẽ thấy người ta sẽ viết là while một print do something, thì cái dòng lặp này á nó sẽ lặp vô tận, có nghĩa là nó chạy hoài không bao giờ dừng cả, tại vì một thì luôn luôn đúng rồi, cho nên là cái vòng lặp này nó sẽ chạy vô tận. Mình sẽ chạy thử cho các bạn coi. Thì cái vòng lặp này nó sẽ chạy hoài do something cho tới khi nào mà mình dừng cái chương trình này lại bằng cách mình bấm Ctrl C hoặc là mình tắt cái chương trình này đi thì nó mới dừng cái chương trình. Thì đây cũng là một cái cách, nhưng mình cũng không khuyên khuyến khích là dùng cách này. Các bạn nên đặt một cái biến có nghĩa hơn, ví dụ như thế này. Mình đặt một cái biến như thế này là int alif mình gán bằng 1, thì while alif nghĩa là khi á mà vẫn còn sống á thì làm cái điều gì đấy. Thì có ý nghĩa hơn là khi mà mình ghi là while một thì mình đặt một cái, bạn tạo một cái biến nó có ý nghĩa hơn một chút, thì cái việc đọc code nó cũng dễ hiểu hơn. Nhưng mà tuy nhiên trong trường hợp mà while bằng một thì nó khá là kinh điển rồi, rất là nhiều người dùng rồi, thì các bạn đọc bằng code này các bạn phải hiểu là nó là một vòng lặp vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Cảm ơn các bạn theo dõi. Trong phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu thêm một cái kiểu là kiểu bool, kiểu này là kiểu mới. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi.